Xin chào các bạn. Các dòng máy chiếu Epson mà nếu nó sử dụng hệ điều hành Android mà có hai cái điều khiển á, hai cái remote á, thì cái remote gốc của nó thì nó sẽ tự động nó nhận máy luôn, chúng ta tắt mở điều khiển trên này ok nhá. Tuy nhiên thì cái remote smart remote mà sử dụng cho hệ điều hành Android TV và cái hệ điều hành này nó có tích hợp bên trong hoặc là nó đi kèm theo máy á, thì để có thể sử dụng được thì khi lần đầu tiên mở máy chúng ta phải setup để cho nó nhận được với cái máy. Vì cái dòng này nó sử dụng qua sóng Bluetooth chứ nó không có sử dụng sóng hồng ngoại như là remote thông thường theo máy. Thì để có thể set được cái remote này nó có ăn với cái máy thì chúng ta khởi động máy cho nó, máy nó khởi động xong thì chúng ta sẽ bấm hai phím cùng lúc. Đó là phím volume trừ và cái phím enter hoặc là phím ok này các bạn. Hai phím này cùng lúc các bạn giữ trong vòng 5 giây thì khi nào cái đèn này nó hết chớp thì nó là ok nha các bạn. Đây là cách chúng ta set rất là đơn giản để chúng ta set một cái remote với các cái dòng máy chiếu Epson có sử dụng cái remote Bluetooth. Các bạn nếu có thắc mắc gì về cách sử dụng cũng như là sự tùy chỉnh các thông số kỹ thuật trên dòng máy chiếu Epson thì để lại comment bên dưới video này, chúng tôi sẽ tư vấn và hỗ trợ hoàn toàn miễn phí.